Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, 7 tài xế lái xe vượt đèn đỏ của Trung Nguyên ở giao lộ Ngô Quyền, Chu Huy Mân, quận Sơn Trà đã đến nập phạt. Liên quan đến vụ việc nói trên, Cảnh sát Giao thông thành phố Đà Nẵng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với các tài xế lái xe liên quan với lỗi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông. Mỗi trường hợp vi phạm xử phạt 1,6 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng. Vụ việc được xử lý sau khi mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một đoàn ô tô biển kiểm soát ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh nối đuôi nhau vượt đèn đỏ tại giao lộ Ngô Quyền Chu Huy Mân, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, khiến nhiều người bức xúc. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo bộ phận chức năng kiểm tra, trích xuất tất cả các cơ sở dữ liệu được thu nhận trên hệ thống camera giám sát giao thông, kết hợp với thông tin phản ánh của nhân dân để xác minh kết luận hành vi vi phạm.